Mình quay video giới thiệu một số loại cây mà bên mình đang xuất xỉ đi toàn quốc nhé. Đây là cherry anh đào. Mọi người quan tâm đến bất kỳ một cây gì cứ báo mình nhé. Trong danh sách mình có thể chưa ghi đầy đủ nhưng mà hỏi là có nhé. Đây là cây hồng nhật, hay còn gọi là hồng vuông, còn gọi là hồng Đà Lạt nữa. Đây là hồng nhật Fuji mọi người nhé. Hồng nhật là quả to dẹt và hái xuống ăn được ngay, không phải ngâm. Giống này là bây giờ là dân đang trồng, đang có nhu cầu trồng rất là nhiều ấy. Đây là nho ngón tay nhé. Nho ngón tay bên mình đang ươm số lượng 1 vạn cây. Mọi người quan tâm thì cứ báo sang cho mình nhé. Nói chung là giá là xỉ rẻ luôn, giá ra mặt đất luôn. Mọi người có quan tâm đến cây gì thì báo mình nhé. Trong danh sách có thể thiếu nhưng mà cứ hỏi là có. Đây là cây hồng táo, hay còn gọi là táo đỏ Tân Cương, hay còn gọi là táo tàu Thúc Bắc. Cây hồng táo là đặc điểm của nó là đến mùa đông lạnh là sẽ rụng hết lá, chỉ còn cái cành không thôi, và nó sẽ ngủ đông. Xong rồi sang đến mùa xuân, thời tiết ấm dần lên là nó sẽ ra lọc. Vào các vùng ấm là sẽ ra lọc luôn và ra hoa quả luôn. Cây hồng táo hay còn gọi là táo đỏ Tân Cương này là cây chiết cành, cho nên sẽ ra quả được ngay nhé. Mọi người quan tâm đến bất kỳ cây gì báo mình nhé. Có nên là táo đỏ. Táo đỏ bên mình đã dưỡng mầm dài, dễ ổn định rồi, bên mình mới xuất này. Đây là cây tử đằng thân gỗ. Tử đằng là mọi người đang hỏi mình là có hai loại hay không, nhưng chính xác là tử đằng chỉ có một loại thôi. Chẳng qua là nếu như để cuộn thì nó sẽ leo, mà để thân gỗ bấm tỉa đi tạo tán thì nó sẽ thành cây bụi. Còn tử đằng nó cũng giống như hoa giấy ấy, bấm tỉa tạo tán thì nó sẽ là cây bụi. Còn nếu mà để leo thì nó vẫn sẽ leo dàn nhé. Đây, tử đằng thân gỗ đây. Mọi người xem. Bên mình cũng đang xuất mấy trăm cây tử đằng đi. Mọi người quan tâm đến cây gì thì báo mình nhé. Hôm nay bên mình xuất đơn đi các tỉnh. Nói chung là từ hôm nay là Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đều có đơn. Huế cũng có đơn, Quảng Trị cũng có đơn, Khánh Hòa có đơn, Đồng Nai có đơn, Tiền Giang có đơn, Sài Gòn có đơn, Sa Đéc có đơn, Bến Tre cũng có đơn nhé, An Giang cũng có đơn. Mọi người lấy cây báo mình nhé, gửi toàn quốc. Bình Phước cũng có đơn. Hàng ngày bên mình xuất đi tỉnh rất là nhiều luôn và gửi toàn quốc. Trong danh sách cây có thể thiếu nhưng mà mọi người hỏi là có nhé. Trong danh sách nhiều khi mình ghi thiếu cây vì là cây cũng cập nhật thường xuyên. Đây là kiwi này. Đây là sung Mỹ này. À đây, hôm nay có cả đơn đi Hà Nam nữa. Sung Mỹ đây. Mọi người quan tâm đến cây gì báo mình nhé. Cực kỳ nhiều cây nhé. Cóc rồi mít, xoài, hồng xiêm cũng nhiều. Ổi cũng nhiều. Đây là vú sữa hoàng kim đi vào Tiền Giang này. Mọi người lấy cây báo mình nhé. Mít bên mình đây, bên mình đang có 1 vạn mít, đường kính gốc 1,5 đến 2,2 này. Hôm nay mình xuất rất là nhiều loại cây đấy. Hồng xiêm ruột đỏ này. Hồng xiêm ruột đỏ đợt này giá cực kỳ rẻ nhé, xỉ chỉ có 2x thôi. Đây nho đây. Nho xuất đi tỉnh đây. Hôm nay bên mình xuất vào tầm 2.000 nho. Đây là cây ổi dứa. Ổi dứa bên mình cũng đang xuất đi, xếp để xuất đi tỉnh đây. Hồng xiêm ruột đỏ, bánh kem đây. Mình đang đặc biệt quan tâm đến cây bánh kem. Cây bánh kem thì rất là nhanh có quả. Cây ghép trồng chỉ 1 năm thôi là có quả rồi. Đối với cây bánh kem thì hiện tại mình có thử quả và rất là thơm. Thơm ngon, dễ ra hoa, dễ đậu quả. Thu hoạch bảo quản là không sợ bị dập nát, không bị sợ hỏng ở bên trong. Nói chung là tương lai là cây bánh kem rất là triển vọng. Đây mọi người xem báo mình. Bánh kem hồng xiêm ruột đỏ ấy. Mình là đang quan tâm đến cây bánh kem. Cây bánh kem là dễ
ra hoa đậu quả và cũng nhanh có quả. Mọi người quan tâm đến cái bánh kem thì báo mình nhé, mình sẽ tư vấn cho mọi người. Bên mình đang xuất bánh kem đi tỉnh đây, hôm nay xuất vào tầm 200 cây. Cây bánh kem cứ cao tầm độ khoảng 40 cm. Thời gian để đăng video rất là ngắn. Mọi người có quan tâm thì liên hệ đến mình nhé. Địa chỉ của bên mình hợp tác xã giống cây trồng Cổ Bi, xã Cổ Bi, đường Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội. Hoặc là vườn tại dệt 10/10, đường Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội. Mọi người quan tâm thì cứ nhắn qua Zalo, Facebook và gọi cho mình theo số điện thoại 0973 401 793. Có gì thì mọi người cứ trao đổi với mình nhé. Trong danh sách cây có thể có những loại cây không ghi vào, nhưng mà hỏi là có. Đây là cherry này, cherry Brazil này. Bên mình hiện tại đang có 5.000 cherry Brazil. Hôm nay thì cũng có đơn xuất đi 500 cây thôi. Mọi người quan tâm báo mình nhé. Đây là mít trái dài Malai. Mít trái dài Malai là bên mình có nguồn cây đầu dòng, cắt mắt ghép và ghép, kiểm soát được nguồn cây giống từ lúc nhân giống cho đến lúc thu hoạch luôn. Hiện tại là đang có 2.000 cây trưởng thành và đang có quả. Mọi người quan tâm đến các loại cây báo mình nhé.